Dạ, thưa bác, con là Nông Thị Nguyệt, ngụ tại 42 bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến hỏi bác có hai phần. Một phần là của các Phật tử gửi hỏi và một số câu hỏi của riêng cá nhân con ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ, thưa bác, có bạn vitaikoto@gmail.com gửi con nhờ hỏi dùm. Các đây là các câu hỏi mà bạn ấy đã hỏi nhiều thầy và cả tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ trong các buổi vấn đáp online của Đạo Phật ngày nay, Thích Nhật Từ Official, từ ngày 20 tháng 3 2020 đến ngày 2 tháng 4 2020 mà không được tiến sĩ trả lời câu nào, mà lại trong đó lại thấy các comment ghi rằng các câu hỏi về kinh Diệu Pháp Liên Hoa của bạn ấy là của các đệ tử chùa Thiền Tông Tân Diệu để khẳng định pháp môn của họ. Bạn Vi Tai Cô Tô nói rằng bạn ấy không phải là đệ tử của chùa Thiền Tông Tân Diệu mà đơn giản là đi tìm hiểu đạo Phật giác ngộ giải thoát là gì. Bạn Vi Tai Cô Tô nói rằng đã nghe tiến sĩ Phật học giảng trên trang mạng Đạo Phật ngày nay là không có Phật quá khứ, hiện tại chỉ có Đức Phật Thích Ca, tương lai chỉ có một Đức Phật Di Lặc khi Hội Long Hoa ra đời. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bát Nhã Tâm Kinh có nói Tam Thế Chư Phật, kinh Pháp Bảo Đàn, kinh A Di Đà vân vân đều nói đến Phật quá khứ. Do đó bạn có gửi đến con hơn 50 câu hỏi về kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Bát Nhã Tâm Kinh. Trước mắt thì con sẽ xin hỏi 10 câu của bạn Vi, còn để dịp sau con sẽ xin hỏi bác tiếp ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ, ngày bạn Vi nói ngày 20 tháng 3 2020 bạn có gửi 7 câu hỏi về kinh Diệu Pháp Liên Hoa như sau. Một, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất trang 23 24 25 có ghi: bấy giờ Đức Phật từ nơi tướng lòng trắng giữa chặng mày phóng ra luồng hào quang vân vân. Một, luồng hào quang đó là cái gì ạ? Cái là phóng cái hào quang mà ngay giữa trung tâm lưng mày đó là gọi là phóng cái thiên nhãn. Trung tâm lưng hồi là thiên nhãn. Mà trong đạo Thiên Chúa đó, người ta lấy cái dấu đó là cái dấu Thiên Chúa đó. Dạ, để chú cha thì đó. Mà cái pháp mà trong cái đạo Thiên Chúa là nhân danh cha nằm ở chỗ đó đó. Nhân ở trên cái giữa hai con mắt rồi, giữa, gọi là cái ấn đường, chỗ này ta gọi là cái ấn đường. Theo cái nhà mà gọi là khoa học, ta gọi là ấn đường, là cái nơi xuất phát ra những cái làn sóng điện. Đường sống đường mà của cái thế vật lý này nó nằm ở thôi cái cõi trời đó, gọi là ấn đường, phóng ra chỗ đó gọi là phóng ấn đường. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ hai. Một muôn 8.000 cõi ở phương Đông là ở đâu ạ? Các cõi đó cấu tạo bằng gì ạ? Đông Tây Nam Bắc gì nó cũng là, nó nằm ở là 8 phương 4 hướng nó nằm. Thành ra phương Đông nó tính là một. 8 muôn nằm ở chỗ này, gọi là cái con số mà diệu dũng nhất là 8 phương. Bởi vì con tay là Đông Tây Nam Bắc, rồi cạnh Đông cạnh Tây, cạnh Nam cạnh Bắc, nó cấu tượng được là 8 phương trái đất này. Vì thế mà trái đất phải quay 8 phương đúng về thì nó mới thành cái trái đất hình tròn được. Còn nếu nó quay theo của Đông Tây thì nó dài ha, thì nó không tồn tại, trái đất không tồn tại được. Trái đất nó quay kiểu 8 phương 4 hướng thì trái đất nó mới thành bầu tròn được. Nó phải sức hút vật lý âm á, nó hút theo kiểu này thì trái đất nó mới tồn tại bằng cái hình bầu tròn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ ba, địa ngục A Tỳ là ở đâu ạ? Cấu tạo bằng gì và ai ở đó ạ? Địa ngục A Tỳ là người ta gọi là địa ngục vô gián. Trong kinh á, vô gián cũng gọi là địa ngục A Tỳ, là nói về cái tầng địa ngục thứ 18. Vô đó đó, nếu mà con nặng quá đó thì nó nằm hoài cho đó rồi, nhưng mà nặng quá nó lọt qua cái tầng 19 đó. Là vô gián là gì? Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là hầm lửa lớn, địa ngục A Tỳ là hầm lửa lớn. Thấy không? Bởi vì nó là vô gián mà kêu là không dứt đoạn, mà nó không có tuổi thọ luôn, mà nó theo trái đất luôn. Thành ra gọi là địa ngục A Tỳ. Trong cái cổ ngữ thì nó A Tỳ, người Trung Quốc là quả ngục, còn ông Phật kinh Diệu Pháp vừa qua là hầm lửa lớn, Thiền Tông hầm 10 tỷ, mỗi ông nói một kiểu. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu thứ tư, trời sắc cứu cánh là ở đâu ạ? Cấu tạo bằng gì và ai ở đó ạ?
sắc của cánh ma hê thủ la là nó nói về cõi tịnh độ và cái nước cõi trời hữu sắc, mới 12 màu sắc gọi là trời sắc của cánh, dịch tiếng Việt ra gọi là cõi trời hữu sắc, mà nếu nó thanh tịnh thì nó là cõi trời nước cực lạc tịnh độ. Đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu thứ 5, 6 loài chúng sanh ở các cõi kia là các loài nào ạ? Giống như là trái đất mình làm diêm phù đề này thôi, ngũ thú tập cư và loài thực vật. Đó, 6 trái đất, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Thượng Tu Di Châu, Hạ Diễm Quang Châu cũng là 6 loài sống chung. Cấu tạo y như một trái đất Nam Diêm Phù Đề này rồi. Nó cũng vậy thôi, trong tam giới nó là vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu thứ 6, các Đức Phật hiện tại ở các cõi kia là ở đâu trong không gian này ạ? Các cõi Phật hả? Các Đức Phật ạ. Các cõi Phật. Các Đức Phật hiện tại ở các cõi kia là ở đâu trong không gian này ạ? Bây giờ phải hỏi vậy mới đúng. Các Đức Phật phân ở các cõi kia phân thân vào đâu? Thì mới đúng. Bởi vì tại sao cái kinh Diệu Pháp liên quan đến dịch sai là người ta không hiểu cấu trúc của trái đất. Có nghĩa là câu này là các Phật phân thân vào trái đất để mà giúp cứu con người về Phật giới, giúp đến Phật về Phật giới, ngự ở đâu? Chứ không phải là ở đâu, ngự ở đâu. Thì nó ngự nằm ở trong cái bộ bình lưu của trái đất, từ cây số 45 đến bộ 50. Cậu bình lưu đó, nó dài là từ bao nhiêu? Từ 17 cho đến 50 là bao nhiêu? 17 cây số tới 50. Bình lưu nó rộng lắm chứ không phải nhỏ đâu. Cái khoảng cách đó rất rõ. Thành ra có nhiều khi những cái sách đó, bởi vì chú nói là ngày xưa mấy ông thầy ông dịch là ông dịch sai. Ông không hiểu. Ông hiểu thế giới vật lý thì ông nói phải hiểu là Phật thì ở Phật giới, phân thân vào thế giới loài người ở đâu? Hỏi câu nó phải vậy là cho đúng á. Thì ở nằm ở tầng bình lưu của trái đất, mà chỉ rõ ra từ 45 đến 50 cây số cho từ mặt đất trở lên. Đó, ngự là ngự chỗ đó, đó. Chứ không phải ở đâu trong thế giới này làm gì có. Đã trái đất này cũ thú tập cư mà làm gì có ông Phật trong này. Ông Phật muốn vô thì phải vô cái tầng bình lưu, là cái tầng mà nó không có cuốn hút vật lý mạnh á. Nó đó gọi là không khí tĩnh á, người ta gọi là không khí tĩnh, nó không dao động. Còn nếu mình không khí đây bị gió đó thì gọi động, gọi là động. Còn bên đó nó không có bị sức gió mà nó bị tĩnh. Vì thế mà từ trung ấm thân hoặc tánh Phật vào đó thì nó không có đối vật lý. Điện từ thì nó ăn bằng hơi, còn tứ đại thì nó ăn bằng vật chất. À, mình phải hiểu cái quy luật sức hút vật lý thì mới hiểu cái đạo Phật được, thì đặt câu hỏi mới đúng. Còn nếu mà con hỏi vậy thì hỏi Phật ở đâu? Thì Phật ở Phật giới chứ đâu. Chứ trong này làm sao? Còn nếu lên cái dòng 2 nó thuộc về trời rồi, trời dục giới rồi. Thấy không? Còn lên 3 nữa thuộc thì tiên rồi, hữu sắc rồi. Lên nữa là vô sắc rồi. Phải hiểu được cái cấu trúc này, cấu trúc tam giới và cấu trúc trái đất thì mới hiểu được cái đạo Phật. Vì cái đạo Phật là cái đạo khoa học vật lý, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Ý các bạn hỏi là Đức Phật nhìn thấy 6 loài chúng sanh ở các cõi kia và cũng thấy các Đức Phật hiện tại cũng đang giảng kinh. Thì các Đức Phật hiện tại đang giảng kinh ở các cõi kia là cõi như thế nào ạ? Bây giờ nè, cái câu này thì nó áp dụng ở trong cái kinh A Di Đà thôi. Phật A Di Đà phân thân vào trong trái nước tịnh độ, ổng giảng đạo. Thì bây giờ trái đất này là cái tam giới này nó có 6 nước tịnh độ, thì 6 ông Phật vô ông giảng kinh 6 nước. Chứ làm sao là đứng trái đất mà giảng qua bên kia được, không được. Ông nào có nhiệm vụ của trái đất nào thì phải phân thân vào trái đất đó thôi. Bởi vì người ta không có hiểu rồi người ta tưởng tượng cái viết ra nó tầm bậy. Có nghĩa là Phật thì phải thế giới Phật mới không có cái vụ nhân quả. Rồi nhưng mà Phật thì có cái tài là phân thân vô bất cứ một cái chỗ nào mà như ở trái đất Niêu Dục Thề này, ông ấy phân thân vô ở đâu? Phân thân vô cái không khí tĩnh đó. Còn đầu tiên ông muốn phân thân vô cái gặp ông thần mà trên trái đất này nè, không phải đơn giản đâu. Thì ông có cái năng lực chứa
cái calori của ổng á, ổng vô ổng nói cho ông này thời gian bao nhiêu rồi ổng tiêu hết rồi ổng đi ra đó, ổng trở lại tới Bình Lưu ổng đi ra đó, chứ không phải nhỏ đâu. Người ta không hiểu cái tổ chức của cái trái đất này, thành ra tôi nói ngồi đây rồi nghe ông Phật này nói này, không hiểu cái thế giới của người ta, thấy không? Vì cái sách này nó viết sai là chỗ này, mà đâu có ai chỉnh được cái này, hoàn toàn không ai chỉnh được cái mấy cái quyển sách của vật lý đâu. Mà bây giờ Thiền Tông ra đời chỉnh thì nó chửi nó nói ông giỏi hơn hả? Ông giỏi hơn mấy ông tiến sĩ rồi sao? Thì nó chửi vậy thôi, cái đó bình thường thôi. Nó sai mà nó không chịu sai, nên đâu nó đúng. Vì thế mà ông Trần Nhân Tông khi ông hiểu rồi, ông dạy Hà Nội mấy ông chửi, dạy thằng Long cũng chửi, ông phải trèo lên núi. Ông Phật Thích Ca mà ông khi ông hiểu rồi, ông nói cũng không chịu được, nó cũng chửi ông thôi. Nó bỏ đi mà hầu như nó không, nó chỉ chê thôi nghe, mà nó bỏ đi. Ông Trần Nhân Tông rồi vô cái chùa gì chửi ông. Rồi bây giờ con suy nghĩ, cái Thiền Tông đã đến đất rồng 1150. Lúc đó 1150 là gì? Người ta vẫn còn đi xe ngựa đó, xe ô tô có mấy chiếc thôi, đâu có dám nói được. Mà giờ bắt đầu đi lên phi thuyền rồi đó, mới nói, mà nói nó không chịu. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, phương Đông kia là như vậy, còn các phương khác như Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, vân vân thì có như vậy không ạ? Đông Tây Nam Bắc trên dưới là nếu nào có cái hình tinh thì cũng giống như Nam Diêm Phụ Đề thôi, nhưng mà cái nó đặt cái danh hiệu khác thôi, thấy không? Giống như ABCD thôi, chứ còn Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cô Lô Châu giống y nhau hết, cũng bao nhiêu nước, bao nhiêu tiếng nói vậy đó, giống vậy. Mình ở trên đó cũng có nước Việt Nam rồi, nói chung không có đó, cũng có nước. Vì thế mà tất cả những vị Phật nào muốn giải cái pháp môn này phải đến nước vô cấu giải mới được, chứ không phải muốn đến cái nước mà gọi là cấu xé là không giải được, phải đến nước vô cấu giải, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ngày 21/3/2020 bạn Vi có gửi lên Thích Nhật Từ Official 4 câu ạ. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, câu thứ nhất, ngũ uẩn giai không là gì ạ? Ngũ dưỡng giai không ạ? Đất nước cho lửa, tại vì nó duyên hợp chứ không phải thật. Thì nói tiếng gần cái đó là ngu ở về không, là nói theo tiếng Tàu. Chứ mình đất nước cho lửa là không thật, duyên hợp giả có. Đó là ngu quẩn về không là chỗ đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất cấu, bất diệt, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, nghĩa là gì ạ? Tiếng nói thì đâu có vũ bệt ạ. Thì bớt hơn thua, tiếng nói nó chỉ là vậy thôi, thấy không? Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh là vậy, là nó nói về tiếng nói. Tiếng nói con khi nào con thấy tăng tịnh gì không? Nó là vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ ba, thị cố không chung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp là gì ạ? Tổ chức con người là không có mắt, không có mũi, không tai, là cái này là gì? Gọi là giả có, nó tạm có thôi. Tánh Phật vô đây mượn thân con người thì con người phải có đầy đủ thì nó mới mượn được, chứ còn mà mượn thiếu nó đâu có làm, nó mượn đâu có mượn, thấy không? Mà vô đây sở dĩ mà con người ta bây giờ nó thiếu là gì? Do cái nghiệp. Đầu tiên vô đó một tánh Phật mà mượn thân và tánh người rất đẹp, nam nữ gì rất đẹp tuyệt vời, đẹp còn hơn tiên luôn. Mà vô đây vì cái nhân quả này mới xấu đi. Nó xấu rồi nó tốt, nó theo cái nhân quả. Vì thế mà những cái mà duyên hợp này là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Nó cái giai đất mà cái khí vụ giờ tôi nói về cái không khí đi. Gió đó. Mà còn có tăng giảm gì không? Gió là gió chứ mà có tịnh gì không? Bây giờ thí dụ mà cái không khí mà đi vô cái chỗ hôi á, là do cái môi trường, chứ đâu phải cái không khí nó hôi tại cái môi trường. Nó không có cái này. Vì thế mà tại Đức Phật ông nói chỉ đến cái chân thật cái đó. Bởi vì cái đất này là cái chân dư của trái đất là gì? Đất nước do lửa và điện từ âm dương, cái chân dư này. Còn cái chân dư Phật giới là gì? Tánh Phật và điện từ quang, kim thần Phật đó, cái chân như Phật giới nó vậy. Còn có chân như ở đây, còn có chân như cõi trời
cõi trời là gì? Là điện từ quang. Ở điện từ âm dương mấy màu á. Nó mỗi một nơi một vùng nó cái chân như riêng. Trái đất chân như năm thứ, đất nước gió lửa và điện từ âm dương. Cái ông tánh Phật vô là lộn xộn, vô mượn mấy cái món này nhầu ra thành cái con người rồi chỉ tạo tầm bậy tầm bạ đập lộn với nhau. Thấy không? Đầu đuôi cũng do cái ông tánh Phật ham mượn tiền. Nó quay bởi vì vô đây cái thế giới vật lý này nó quay theo quy luật vật lý, nó mới phát ra được 16 thứ tánh. Rồi nó muốn tưởng gì nó tưởng, nó muốn làm gì làm. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu cuối cùng của bạn Vi là tam thế chư Phật là gì ạ? Tam là ba thế chư Phật, là ba đời chư Phật, không nói dối. Hiện tại, quá khứ, vị lai, tam thế chư Phật là ba đời chư Phật, không hề sai qua. Học cái này thì phải nói thêm một mấy câu nữa cho nó bổ túc cái văn bản, cho nó cái câu kinh cho nó đúng. Tam thế chư Phật ba đời không sai là cái chỗ này, nói không có đúng. Ông nào giống như ông nào thôi, ông nào cũng học giáo lý hết, ông Phật nào học giáo lý hết, còn ông mà ông Phật không giáo lý thì vô nói tà bậy. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, đây là câu hỏi của cá nhân con ạ. Trong buổi lễ truy niệm ngày 31 tháng 12 2020 của ni trưởng Tràng Liên Thế Danh Huỳnh Thị Liễu, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Diệp số 81 đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, trụ thế 92 năm, Hạ Lạp 69. Thay mặt chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ có ghi: nguyện cầu Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc sớm nhập Ta Bà, tiếp độ chúng sinh. Vậy con xin hỏi bác giải thích rõ cho con biết ạ. Giác Linh là gì ạ? Giác là biết, Linh là hiển linh. Cái biết hiển linh là chỉ cho ai? Chỉ cho cái cây mà lâu năm, cái cây lâu năm nó rất linh. Bởi vì ngày xưa đó, người ta đốn gặp mấy cây to đó, nó giật chết luôn á. Thấy không? Mà thứ nhất cái cây ở trong rừng nó không giật, nhưng mà cái cây mà ven đường, mà cái cây nào mà nó lớn nhất, con bất cứ cũng đưa cái cưa máy vô nó đứng liền. Còn con đưa cái rửa mà con cắt vô, nó giật con rớt chết luôn á. Giác linh là cái cây linh, cái cây cổ thụ, mình gọi là cây cổ thụ rất linh. Là ai? Là do mấy cái ông qua nắm mày trả nhân quả nhào vô đó ở đó. Tao đang ngủ ở đây mày lại mày cưa tao đập mày chết đó. Nó mạnh là giác linh là cái cây to linh, hiển linh. Vì thế mà có nhiều người thờ mấy cái cây á. Bởi vì những cái cây đình á, tại sao nó linh? Là nó lâu quá đi ha. Rồi cây cao bóng mát hiển linh chiếu ngụ là cái chỗ này, là mấy cái ông mà trả nhân quả vô trả qua nắm ở đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Cao Đăng là gì ạ? Cao Đăng đó là hào quang. Cái cao là gì? Là trên trời. Đăng là cái con người mình mà phát ra cái gì, nó phát trên đầu là cái hào quang. Ta gọi là Cao Đăng giảng sanh trở về Phật quốc. Là người nào có hào quang thì mới về Phật được. Rồi Phật quán rồi gì là gì? Rồi mới nhập thế Ta Bà, ấn thân vào cái nước, cái trái đất, cứu độ chúng sanh, dẫn người ta đến coi truyền thiền. Phải vậy, mấy ông thật ra, tất cả những người nào mà đầu tiên chưa biết ha, mà muốn thích là coi thiền là phải ông Phật dẫn đi. Là gọi là cao, là mấy ông Phật dẫn đi để mà học cái giải thoát này. Còn mà học những cái kia là do thánh thần thôi. Thấy không? Còn học giải thoát là duy nhất chỉ ông Phật phân thân đến thôi. Mà cái này nói sâu để chừng nào ai hỏi sâu tôi nói cho nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, thế Phật là gì? Phật ở đâu vào Ta Bà này? Phật à, chữ Phật à. Phật là trùm khắp mọi nơi. Phật là cái tánh Phật. Nếu ở trong này á, cái tánh Phật nó nằm ở bên Phật giới á, nó chỉ là một vi tử sáng thôi, chứ không phải là nguyên tử. Nguyên tử nó còn lớn, vi tử sáng, một cái điểm sáng nhỏ thôi. Cái câu này khi nào con đọc được cái giáo lý mà nói về cái gì này, cái lịch trình của một vị Phật vào thế giới tạo công đức rồi trở về Phật giới, con đọc hết cái đoạn này thì con mới hiểu. Bây giờ nói này dài lắm,
10 trang sách chưa 10 trang giấy chưa giải thích hết được cái này. Giờ con hỏi tới đi. Thế ta bà là gì ạ? Và cứu độ chúng sinh bằng cách nào ạ? Ta bà là trái đất này nè. Cứu độ chúng sinh là cứu độ những người nào giờ tu thiền tông mới là cứu độ nha. Chứ còn tu cúng không có cứu được nè. Tu lên về cứu lên giảng sanh cũng không cứu được nha. Chỉ cứu độ những người trở về Phật giới gọi là cứu độ. Cứu là cứu giúp độ, là đưa qua khỏi thế giới vật lý này đi vào thế giới phi vật lý. Gọi là mới cứu độ. Chứ không phải là cứu độ đem lên trời là cứu độ. Cái đó là đưa đi giảng sanh thôi chứ mới cứu độ. Cứu độ là đưa ra cứu mình đang sống thế giới vật lý, kéo ra khỏi quy luật vật lý này gọi là cứu độ. Độ là đưa qua. Chỉ cứu được giúp kéo đi ra khỏi thế giới vật lý này gọi là cứu độ chúng sinh. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, con thấy các thầy đều cầu giác linh, hương linh, linh hồn. Vậy họ khác nhau, những cái điều đó khác nhau ở điểm gì ạ, thưa bác? Chưa giác linh thì như nãy giải thích rồi đã con biết phải không? Linh hồn là một cái thực thể nó tồn tại, nó có cái linh hồn. Nói đây là nói là cái gì? Nói bằng cô hồn. Cô hồn tôi là chỉ cho mấy ông cô hồn. Để gì nữa? Hương linh. Hương linh là cái thứ mà đi hửi mùi á. Ông bà của mình á, thuộc về hương linh á. Cúng rồi mấy ông bà mình về đó. Về hửi chứ đâu có ăn đâu. Còn nguyên. Thấy không? Gọi ông bà mình gọi là hương linh. Có gì nữa? Thưa thầy, thế các thầy cao tăng, các thầy tiến sĩ Phật học có thể cầu cho các hương linh, giác linh hoặc linh hồn cao đăng được Phật quốc và các cõi lành không ạ? Bây giờ thì nói là thì nếu mà cầu thì không có được. Mấy ổng nói cầu để ổng kiếm tiền chứ làm gì sao cầu. Thế giới vật lý này không thể thoát được cái quy luật vật lý này, không có cầu. Nhưng mà ổng sử dụng cái danh từ đúng nhưng mà ổng không giải thích được. Cũng như cao đăng Phật quốc làm sao ổng giải thích. Cao đăng này làm ổng có tư cách gì mà ổng cứu độ. Ổng Phật cứu độ cũng không nổi mà ổng thầy là nói gì cái chuyện này chi. Chính ổng không biết ổng. Có nghĩa là ông Phật vô đây khi mà Thiền Tông ra đời thì mới thật ra đây để mà hướng dẫn ta đến nghe Thiền Tông để tạo công đức về. Về rồi ông nó thành Phật rồi thì ông ở bên đó đó, ông mới phân thân lại, ông bây giờ tư cách là Phật rồi, phân thân lại. 10.000 năm mới đi một lần chứ không phải là ngày nào cũng làm. Khi nào mà Thiền Tông ra đời thì bên đó thì có bổn phận sập Phật phải phân thân đi. À, biết chỗ nào có ông nào thấy vậy đó. Ví dụ con ngồi lâm râm không hấn giải đó, thưa Phật giúp con giải thoát, rồi nhào vô, có không nhào nhào vô thì 5 phút sau có tới gì. Rồi giờ muốn giải thoát không, ta dẫn đi, suối con đi tới chỗ nào nói gì giải thoát. Chứ còn nếu mà đi cúng ông không vô đâu, ông biết là cúng là của mấy ông cô hồ mà vô đây làm chi. Thì cái cao đăng Phật quốc này nó phải chỗ đó đó. Còn thí dụ mà ta ông không hiểu giác linh, hương linh, hương hồn đó, ông không hiểu. Thấy không? Bởi vì ta không hiểu rồi mới tưởng tượng đủ thứ thôi. Cái Phật giáo cái gì nó ra cái đấy. Nó không có chết một chỗ, nó không có chết một chỗ đâu. Bởi vì tại sao? Không chịu học giáo lý thôi. Chứ mấy ông này xin lỗi học giáo lý giỏi hơn chùa Thiền Tông Tân Diệu rồi. Nói thiệt. Bởi vì ông có cái lực mà ông có cái năng lực học. Chùa Tân Diệu đâu có tiến sĩ đâu. Có lớp 12 thì mấy ông này giỏi hơn. Thì ổng nếu mà học giáo lý thì ổng giỏi gấp 10 lần ở trên chùa Tân Diệu. Đâu còn hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ngày 23 tháng 1 2021, trong buổi giải đáp cho các Phật tử Vũng Tàu, bác có nói khi Thiền Tông ra đời thì đạo Phật hết nhiệm vụ ạ. Xin bác giải thích rõ cho chúng con biết ạ. Bây giờ nói phân tích nhiều thì cũng không tốt, nhưng mà phân tích vậy còn suy nghĩ nè. Khi mà người ta chế được xe ô tô rồi đó, xe bò còn xài không? Có suy nghĩ rồi. Hỏi vậy con trả lời đi rồi tôi nói sẽ nghe. Chế được ô tô rồi xe bò còn xài không? Ta chế được cái xe máy, cái máy mà nó gieo mạ, có cần mấy cái người trọt trọt không? Thiền Tông nó ra đời là nó nói hết rồi, thì mấy kia tự dẹp thôi. Chứ giờ sao là... Vậy là Thiền Tông ra đời thì mấy kia có nhiệm vụ, anh không đến nữa, người ta hiểu rồi. Bây giờ con suy nghĩ nè, chùa cắt ra để nhiều người ta đến mà bây giờ không ai đến làm sao đây? Mấy ông xử cái chùa này sao?
ông muốn cái chùa này tường tồn, ông phải đem thiền tông vô giảng thì người ta tới. Cái thời khoa học thì ta phải nói bằng khoa học chứ, cái thời khoa học mà đem thời kỳ đồ đồng ra giảng ai nghe. Cái thời buổi này á, điểm A qua điểm B á, hồi đó đi xe ngựa phải không, như ba coi Trần Đặc Chương nó có xe ngựa nó đi á. Giờ nếu mà Chương nó đánh xe ngựa nó đi nữa có ai kia ai đi không? Nó kẹo nó trèo lên có ai đi nữa không? Ta đi xe hơi chứ là gà trèo lên xe ngựa. Thiền tông ra rồi rồi có ai cúng nữa không? Nếu ai cúng thì con dẹp thôi. Thời buổi văn minh thì sống theo thời văn minh. Vì thế mà cái gì mà của thời trước thì được ông Phật nó hết nhiệm vụ rồi. Tôi và tôi qua sông bỏ bè, không có cầu bây giờ đó, qua được cái sông rồi tôi bỏ bè đó. Và thiền tông bây giờ người ta hiểu rồi, thiền tông là cái gì rồi, còn đậu cúng, đậu tụng, đậu cầu xin này còn họp nữa thì phải. Nhưng mà chú ở đâu nói là ông Phật nói với, còn chú nói nếu mà mấy thầy muốn tu cái tu ai rầy. Nhớ là muốn tu tu, thấy không? Nhưng mà người ta hiểu rồi thì người ta học tu, người ta không đến thì thôi, rồi mấy ông tự tu riêng mình thôi. Tu riết rồi không có tiền trả tiền điện thôi, tao nghỉ, tao cúp điện luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, thiền tông ra đời thì đạo Phật hết nhiệm vụ, sao con thấy giống như trong thời mạt pháp biểu đồ giải thích Phật học năm điều rối loạn thời mạt pháp ạ, của hòa thượng Thích Tường Vân? Thì cái này là nó đúng là cái ông này ông cũng coi ông trong tổ có nói cái chuyện này. Chính cái phần này là ông tổ Lục Tổ nói thiền tông ra đời phá tà tông, nó phá hết những cái chuyện gì. Thì ông nói là cái gì? Thì ông Tường Vân này ông muốn suy ra, ông muốn viết cái chuyện này, thấy không? Chứ còn ông không giỏi gì, nhưng mà ông biết ông Tường Vân này ông hiểu, ông suy ra ông viết được cái này. Ta thiền tông ra đời phá tà tông, tất cả tông tà đều phá hết. Thì bây giờ mấy tự ông dẹp chứ đâu phải mình, dù mình nói rồi mấy kia dẹp thôi chứ mình đâu có dám là phá nhà ta đâu. Tự mình ta dẹp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, cho con hỏi, ai quản lý trái đất này, nhiệm vụ và quyền hạn của họ như thế nào ạ? Trái đất này nói cho rõ cho con tụi con nghe này. Làm chủ trái đất này là ông Thánh, Thánh Chúa thế giới làm chủ à. Nói cho con biết chứ mày. Ông thần chỉ là cái ông thực thi nhân quả thôi, cho phép tánh Phật vô và thực thi nhân quả. Còn làm chủ trái đất thì là do Thánh Chúa thế giới. Vì thế mà Thánh Chúa thế giới là phải có vợ, vợ ổng lên là gì? Là Thánh Mẫu. Phải không? Còn thần chủ thế giới vậy, vợ ổng là gì? Là Địa Mẫu. Có hiểu không? Các nơi ta thờ rất đúng chứ không? Nhưng mà ta không hiểu cái thế nào đó. Hiểu không? Thì bây giờ trái đất này hai người này làm chủ, Thánh Chúa làm chủ trái đất và lập ra đạo, thần chủ trái đất quản lý về nhân quả và thực thi nhân quả, cũng như cho tánh Phật vào đây mượn thân và tánh người. Tránh người là công cụ thôi, công cụ là cái con người thôi. Đó, con nói căn bản vậy, con muốn hiểu sao con hiểu, không đi sâu được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy khi một vị toàn năng toàn giác ra đời, dạy loài người về giác ngộ và giải thoát, và dẫn một số tánh Phật trở về Phật giới, thì các vị quản lý trái đất này có ủng hộ không ạ? Nguyên tắc ạ. Bây giờ thí dụ con họ hỏi con thì nói về cái giai đoạn sau, chứ câu hỏi này nó tới 4 giai đoạn rồi chứ không phải nhỏ nữa. Bây giờ đó thí dụ cái tánh Phật mà vô đây thì cam kết với thần chủ thế giới này như thế nào? Tôi cố gắng tôi tạo công đức chứ còn ác đức phước đức tôi cũng không tạo. Ok rồi cho vô. Nhưng mà nó lỡ vô đây cái tánh Phật nó dụ tôi đi vòng vòng cái này lâu quá giờ tôi rồi, nếu mà đi nếu mà đâu muốn đi chúng cho đi, nhưng mà khi nào được công đức là ta ủng hộ cho về. Thì cái ông này quyền thực thi, mà còn cái ông mà chủ trái đất này sao? Ông có ủng hộ luôn. Nhưng mà cái đám không ủng hộ là ai? Là mấy cái ông mà không nằm trong tổ chức, gọi là thánh lang thang, nó không ủng hộ, không được.
phải theo tôi. Tôi ở đây là làm chủ cái hệ thống mà Thánh Chúa thế giới nó có. Nó có Thánh Chúa thế giới, Thánh Chúa rồi quốc gia, rồi dùng, rồi trưởng, rồi thừa hành nó năm cái. Còn cái ông không chịu vô á, ông Thánh không chịu vô rồi là nó lập ra cái ban, không phải là trưởng ban thập loại thánh. Trong đó là gọi là trưởng ban thập loại thánh. Chính cái ban này nè, nó cản, nó không cho tính Phật gì, không cho Phật mang công đức gì. Nhưng mà con mạnh hơn thì ổng buông. Còn nếu không ấy, con nghe lời ổng rồi, người ta chết là chết vì cái thập loại thánh này nè. Nhiều người ăn cướp thiền tông, hoặc là nói xưng tôi này xưng kia là mấy ông bị ông này, mấy ông này dụ nè. Hiểu không? Nói gì căn bản vậy thôi, còn hậu đi sâu chứ không nói. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, các nhà khoa học đều nói khoa học không tôn giáo thì khập khiễng, mà tôn giáo không khoa học thì mù quáng. Mà con thấy sau khi bác công bố sách Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông ngày 14 tháng 5, 2017, thì các bài báo khoa học liên tục đăng ra những khám phá về mới về vũ trụ, các hố đen vũ trụ mới, các hệ mặt trời mới, các hành tinh mới, vân vân. Và năm 2019 thì các giải Nobel vật lý cho các nhà khoa học khám phá về vũ trụ. Mặt khác, các nhà khảo cổ học ở trái đất này cũng khám phá ra rất nhiều di tích khảo cổ của nhiều nền văn minh xưa đã bị vùi lấp, tàn phá nhiều lần. Để xác định rõ niên đại của các di chỉ khảo cổ học của các nền văn minh ngày xưa. Vậy con xin hỏi bác, khi giáo lý, đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông được công bố ra ở Việt Nam, thì loài người được lợi ích gì? Và những người muốn tu giải thoát được lợi ích gì ạ? Cái căn bản ấy, đạo Phật từ ngày xưa tới giờ tu không có giáo lý. Tôi khẳng định là không có giáo lý. Mà bây giờ giáo lý, đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông Việt Nam xuất bản ra thì nó chuẩn quá toàn bộ cái hệ thống đạo Phật ra hết. Mà bây giờ tôi nói thật, bây giờ thì không biết sao, nhưng mà thời gian tới thì cái bộ văn hóa sẽ cho phổ biến cái thế giới vật lý này, gọi là sức hút vật lý. Thì cái bộ này nó có. Thì mấy đứa nhỏ mà nhà ai mà có con đi học từ lớp 1 trở lên, học lớp đó 12, thì về nó chuẩn ba mẹ nó hết. Ba mẹ nó không đến cơ sở tín ngưỡng nữa làm sao? Thì tự động. Cái mà ông Lục Tổ Quyền Năng nói có hiệu lực liền. Thiền tông ra đời, các tông tà bị ngủ hết. Thấy không? Nó sẽ đi đến cái chương trình này, cái chu kỳ nó là vậy. Mà nên nhớ rằng bây giờ thiền tông nó đi ra cái chu kỳ trụ rồi nè. Nó chuẩn bị nó trụ rồi. Nó thành rồi, nhưng mà giờ bắt đầu nó vô trụ rồi. Nó trụ rồi thời gian dài. Thì trái đất chết, nó chết theo. Rồi, có hỏi tiếp về. Dạ, thưa bác, con xem trang mạng thấy có một Phật tử là Đỗ Phạm Thị Dung có hỏi một vị mà từng là Phật tử ở chùa Thiền Tông Tân Diệu về hoa ưu đàm. Thì con thấy vị này đã trả lời một phần lớn là những cái mà bác đã giải đáp. Còn một phần thì vị ấy tự nghĩ ra. Và vị ấy trả lời ưu là quý và sáng, đàm là mây dày đặc. Xin bác giải thích cho con hiểu hoa ưu đàm là gì ạ? Hoa là cái bông, ưu là ưu việt, đàm là tiếng nói. Nhìn thấy được tiếng nói mà hoa nở thì tức khắc kệ xuất phát ra, kệ thay, lời kệ thay thế tiếng nói, đối đáp giữa ông Phật và người ngộ thiền. Đó gọi là hoa ưu đàm. Nó tóm ra gọi là hoa sen. 10.000 năm nó sẽ nó trổ một lần. Đúng 10.000 năm. Vậy bây giờ cái đất mà bây giờ nó lên còn 500 năm nữa mới đúng 10.000 năm á. Thấy không? Thì bây giờ nó đợi chừng vậy là 9.500 năm sau nó sẽ nở lại. Rồi coi tiếp đi. Dạ, trong câu hỏi hôm bác trả lời trước và vị thầy nhắc lại rằng hoa đó nở trên đá, gỗ và đồng có nghĩa là gì ạ? Nói đúng ra hôm trước tôi có trả lời đá gỗ đồng, không ai biết đâu. Nó chỉ nói là đấy. Có nghĩa là khi mà cái thiền tông này nó nổ trên gỗ là trên cái gì? Nó lấy cái cây đó đẻo thành Phật cầm cành sen.
đó là nó trổ trên cây. Rồi nó lấy cái hình tượng của ông Phật cầm cành sen, nó khắc trên đá thì hoa sen nở trên đá. Lấy tính Phật nở trên xi măng, hoặc là gọi là tánh Phật nó nở trên đá khô. Cái hoa sen này, hoa sen này nó tồn tại đúng 3.000 năm. Là nó 3.000 năm, chứ sự thật nó không đúng, không tới đâu. Là vì khi trái đất hủy diệt nó thì mất luôn hết. Đó, nó phải theo cái chu kỳ thành trụ hủy diệt của trái đất. Đó, ý nó là vậy. Mà hồi xưa tôi chưa có nói về trổ trên ba cái loại này. Có nhiều người họ cũng biết, họ sẽ sai, họ hiểu sai thôi. Nhưng mà giờ nói ra ăn cắp kệ, không thành vấn đề. Nhưng mà đều những cái mà chưa biết. Nhưng tại vì sao bây giờ tôi dám nói cái này đây vậy? Rồi đây những cái kẻ mà ăn cắp rất nguy hiểm. Mai mốt biểu ăn cắp, dạ thâu con không dám. Biểu ăn cắp nó không dám luôn. Thấy không? Nó đã bị rồi, nó bị nuôi con hổ, bị con hổ cắn rồi. Bây giờ biểu nuôi nữa, nó thôi thôi không dám. Để chứ không dám nuôi hổ nữa đâu. Thấy không? Giờ có hỏi tiếp đi. Tức là bất kể người nào thuộc tôn giáo nào, ví dụ như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo, vân vân, muốn thấy hoa ưu đàm đều thấy được, nghĩa là sao ạ? Cái này nói đúng ra là khi mà cái thiền tông đó, nó ra đời thì nhiều người họ tu theo nhiều lắm. Chứ họ tu đều thánh, đều thần, đều thiền, họ cũng theo cái này. Bất cứ đạo nào mà họ chịu theo cái này thì họ ngộ thiền hết. Thấy không? Thì cái này ý nó vậy thôi. Thế người nào theo đạo nào, bây giờ... Bởi vì cái đạo truyền tông gọi là cái đạo khoa học chân thật mà. Còn những cái đạo kia là hiển linh, người ta hết, không tin là hiển linh thì người ta tu theo đạo khoa học có sao đâu. Thấy không? Thì giờ cũng mấy người mà lãnh đạo đạo hiển linh ta cũng không nói. Bây giờ khoa học thì tu theo khoa học thôi. Tu hiển linh ai theo thì theo, không theo thôi. Chứ người ta cũng không, người ta không nói gì. Là gì? Là vì nhà nước cho luật tự do tín ngưỡng. Người ta không phá vỡ được cái này. Nhà nước không... Cái người này không phá vỡ được cái luật của nhà nước đó, bắt buộc thì cái thiền tông nó mới tồn tại. Còn nếu mà nhà nước không có cái luật này, thiền tông nó sẽ bị chết yếu liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu cuối cùng của con. Thưa bác, con xem trên trang mạng phatgiao.org.vn của Cổng Thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chịu trách nhiệm nội dung là Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang, Văn phòng Trung ương Giáo hội Việt Nam ở phòng 126 Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Con đọc thấy từ ngày 20 tháng 3, 2020 đến mùng 2 tháng 7, 2020 có gần 20 bài viết về các vị tổ sư thiền tông. Có bài thì ghi lại toàn bộ từ sách của bác, 12 cuốn sách của bác. Có bài thì ghi một phần và họ cũng ghi trích dẫn từ sách huyền ký của bác Nguyễn Công Nhân. Vậy con xin hỏi bác, Đức Phật dạy nước của bốn biển đều có một vị, đó là vị mặn. Pháp của ta chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Vậy sao bác dạy giải thoát và các trang mạng chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều đăng bài của bác thì lại có một số các vị chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại nói là tà đạo và không cho bác tái bản sách ạ? Thế gian này nó là vậy thôi con. Bởi vì cái thế là thế giới gian là gian xảo. Mấy người tu mà gian xảo thì họ ghét. Người tu mà chân chánh. Ví dụ ông Giác Quang phải không? Hòa Thượng Thích Gia Quang. Ông tu chân chánh. Ông mới tiếp tay để ông phổ biến cái này. Còn mấy ông chống đối là gì? Mấy ông cúng. Mấy ông thầy cúng. Ra cái này thì cúng cúng không được nữa. Thì ông tìm cách dẹp thôi. Về thế giới, thế gian này nó là vậy. Làm cái gì mà hại người ta thì người ta tìm cách dẹp bỏ. Cái đó bình thường mình không buồn được. Cái đó quy tắc triết lý nó vậy. Còn những người nào ủng hộ thì rất mừng. Còn những người nào chống đối mình cũng mừng chứ không buồn. Tại vì nó tự nhiên vậy rồi buồn gì? Thấy không? Bởi vì con đi trên con đường, nếu mà đường xấu con cũng mừng, mà đường tốt con cũng mừng. Vì tại con đi con đường nó phải vậy. Chứ đâu có, trên đời không có cái gì mà suôn sẻ suốt đời được hết. Nó phải làm. Vì thế mà người ta nói là ba trời bãi nổi chín cái lên đên. Con đi đúng cái này con mới thành con người. Chứ bằng
chưa đi qua chưa phải là người. Con nhớ không? Bài ca chưa thành, chưa đi qua cuộc đời chưa phải là con người, thì con người nó phải đi ba chìm bãi đổ chín lên lên. Đâu có sao đâu. Mình được, cô không chấp ta, mình cũng không ghét người ta, là vì tại cái nghề của người ta vậy. Mà giờ con ra thì người ta ta dẹp thì người ta chửi mình, đương nhiên rồi. Nếu mà mình và cái tánh mà tiểu nhân thì mình ghét, mà tại là không có tiểu nhân, là vì người tổ chức thứ này là gọi là người quân tử, không có chết không. Ta biết rõ ràng ta mới giấy chứ đâu. Mà trước khi nhận cái này thì bác đã cam kết với ông Phật là không buồn không giận nha. Ta chửi kiểu này kệ nó, được không? Dạ được. Dạ được mới giao cho. Còn không được thì thôi tôi lấy lại tôi đưa người khác. Tại hồi đó mình gan mà. Chưa có cái chùa nào gan mà nuôi vợ cổng nó thì còn biết. Tiếp một ông cũng không có, chứ đừng nói mấy chục ông. Thấy không? Đã gan rồi thì phải gan luôn. Chết bỏ không sao. Nhưng mà nhờ có cái bùa. Mẹ nó còn á 80 tuổi còn phải phổ biến công bố này ra nha. Rồi, nếu còn 80 tuổi rồi con mừng được, tập nói chơi luôn. Còn nếu mà 5-6 tuổi chết thì thôi, khỏi giao con. Đó mẹ là cho, bảo là cho con 80 tuổi con bố. Tất nhiên là bảo đảm cho con sống đến 80 tuổi. 80 tuổi bằng tuổi Phật rồi còn muốn gì nữa. Còn giờ sống đây thấm thừa đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cuốn Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông của bác ra đời để cứu trái đất và loài người không bị diệt vong sớm. Vậy tại sao cũng bị ngăn cản không cho xuất bản ạ, thưa bác? Bây giờ đó nói thiệt cái ngăn cản này là mấy ông cúng thôi, chứ sự thật không có ai cấm đâu. Giờ nói thiệt còn sách, giờ có mua giờ bác bán cho con. Nó đâu có cánh đâu. Chừng nào cấm phải rút giấy phép xuất bản lại. Rút xuất bản là thì có văn bản đâu mà lại có ai cấm đâu. Nói là mấy ông nói miệng thôi chứ làm sao có văn bản. Ông nào gan nên đưa văn bản đi tôi. Không? Nói miệng còn hiện giờ cái nói thật cái giáo lý nó chưa ra được là nó chưa tới thời kỳ ra, chứ không phải là không ra được, chưa tới. Qua U Đà 10.000 năm mới nở, chưa tới thời kỳ nở, nó chưa nở đâu. Chừng nào đúng thời tiết nó mới nở. Thiền Tông, giáo lý là Thiền Tông nó cũng chưa ra được là vì nó đợi tới cái thời điểm nó mới xuất bản được. Từ bao nhiêu nữa tôi biết nhưng mà tôi không nói ha. Nói thành ra thầy bói đón. Chứ sự thật cái này đã nói hết rồi. Ông Phật sắp xếp hết cái chương trình này rồi cho mình. Bây giờ bác chỉ còn trèo lên cái xe bác lái đi thôi. Lái tới đâu sao bác biết hết vậy thôi. Thấy không? Chứ không ai cấm. Chưa không ai cấm. Không ai cấm này. Nói cấm là mấy cái ông khi cúng ông tuyên truyền thôi, chứ ai cấm đâu. Cấm đâu, cấm thì phải có giấy. Còn nếu mà nói cái miệng thì thôi thua gì. Luật pháp nói phải có giấy tờ, có chứng minh. Còn nói không giấy tờ, nói chơi chỉ vui thôi, chứ làm gì có cấm. Cấm có giấy đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con hỏi.